thà thinh lặng mà hiện hữu còn tốt hơn là nói mà không hiện hữu. Là một người trẻ, tôi đang chạy đua với thời gian để theo kịp với một thế giới bận rộn của công việc và những bộn bề lo toan về cơm áo gạo tiền. Giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp đó, tôi luôn cảm thấy trống vắng. Tâm hồn tôi hình như đang khao khát một điều gì đó. Dạ, em niềm vui, hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn sơ. Bình an. Dạ. Mỗi ngày trôi qua, tôi tự hỏi mình đang sống hay đang tồn tại. Có lẽ tôi cần phải làm để tìm câu trả lời này. Điều gì thôi thúc các sơ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống đan tu khi hàng ngày chỉ lặp đi lặp lại việc đọc kinh, cầu nguyện, lao động một cách đơn điệu và tách biệt với thế giới bên ngoài? Tôi cảm thấy như mình được mời gọi để hiểu rõ hơn về cuộc sống của các sơ nơi đây. Nhà dòng sơ là nhà dòng công nguyện và lao động. Rồi theo tu luật của cha thánh tổ phụ Biển Đức, trong đời sống cô tịch, cách tách biệt với thế gian, đời sống cộng đoàn cũng là một cái nét đặc biệt của đời sống đan tu. Các sơ cũng cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo để mình lao động, mình vừa kiếm sống mà mình vừa góp phần với Chúa trong công trình sáng tạo của Chúa. Lao động thì các sơ có làm vườn cà phê này, vườn chè, nhất là đón tiếp Pháp Tĩnh Tâm. Sơ bề trên sẽ chia theo khả năng của từng sơ đảm nhận một công việc, rồi sau đó một thời gian lại đổi lại để cho tất cả các sơ đều luân phiên công việc. Những cái lúc mà làm việc một mình sơ không cảm thấy buồn mà cũng không cảm thấy chán gì hết, trái lại rất là thích. Nhiều khi ra vườn chè mình vừa làm vừa cầu nguyện, rất là thích cái thinh lặng. Trong tôi lại thêm một thắc mắc, tại sao các sơ lại giữ và yêu thích sự thinh lặng trong khi hầu hết mọi người lại sợ phải thinh lặng? Cái thinh lặng đó, nó cũng có một chương của trong tu luật đó là giữ thinh lặng, nhưng mà đối với cha thánh Biển Đức đó là yêu thích sự thinh lặng hơn là thinh lặng để mà giữ luật. Phải cái lòng mình yêu mến thinh lặng. Tại sao mình yêu mến thinh lặng? Là bởi vì mình thinh lặng để mình kết hiệp với Chúa, để mình lắng nghe lời Chúa. Đó, rồi thì tự mình thích. Mình cảm nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa ngay từ trong những cái rất là nhỏ bé, khi mà mình chăm sóc một cây hoa, khi mình nhặt một cọng cỏ, nhưng mình cảm nghiệm đó là một cái niềm vui vĩnh cửu. Nó dù là một việc nhỏ bé nhưng mà trong tình yêu của Chúa, trong sự kết hợp của Chúa, nó đi vào vĩnh cửu. Những cái niềm vui nhỏ nhỏ đó nó giúp cho mình trong cái đời sống đan tu, nhất là trong cái việc mà đáp lại lời mời gọi sống vĩnh cư. Cái vĩnh cư cái nghĩa sâu của nó nữa, tức là mình ở lại trong Chúa. Ở lại trong Chúa, ở lại với Chúa và ở lại trong cộng đoàn, trong không gian. Mình không có ra ngoài, hoạt động bên ngoài. Mình chỉ có ở trong làm việc, lao động, cầu nguyện và lao động trong đan điển. Giao thừa các quyền cầu nguyện là thực hiện một hành vi phải đạo và an tâm. Họ được một người khác lắng nghe, một người gần với chúng ta, khả ái, tốt bụng và
và mạnh mẽ. Cha tự nhủ, rồi sẽ có ngày cha cũng yêu thích việc cầu nguyện. Thật sự là đi tu, Chúa không cách cho mình khỏi cái nhớ nhà. Thật sự nhiều lúc cũng nhớ lắm. Nhiều khi đang ngồi với Chúa cũng nhớ đến nhớ ba, nhớ mẹ. Nhớ đến hình ảnh mẹ mình làm việc, nhớ ba mình. Rồi nhớ những bữa cơm có mấy đứa cháu ngồi gần mình. Thật sự là rất là nhớ. Nhưng mà cứ xác tín rằng khi mà mình dâng cho Chúa thì Chúa bù đắp cho mình, Chúa chúc lành cho cả gia đình của mình. Mình luôn luôn cảm thấy là đây là nơi mà Chúa dành cho mình. Tất nhiên cuộc sống mình không có phủ nhận được là nó có những khó khăn hay là có những lúc vui buồn. Nhưng mà cái căn bản là mình luôn cảm thấy đó là hạnh phúc trong ơn gọi. Và tôi nhận ra rằng khi thanh lặng, tôi không chỉ tìm được chính mình, mà trên tất cả, tôi tìm thấy một điều gì đó ở trong tôi. Ơn Chúa với em nhé. Yeah. Sẽ cầu nguyện cho em trong chặng đường mới. Yeah. Chúa cho em được gặp Chúa và kiên trì ở lại với Chúa.